Venom, bộ phim về một trong những anti-hero nổi tiếng nhất của vũ trụ siêu anh hùng được ra mắt hồi năm 2018, dù đã nhận về rất nhiều lời chê bai từ giới phê bình. Tuy nhiên, đối với fan của Marvel hay fan của điện ảnh đại chúng nói chung, rất nhiều người yêu thích phim nhờ sự hài hước và xuất sắc của nam diễn viên Tom Hardy trong vai Eddie Brock cũng như là người làm tiếng cho Venom. Và như một lẽ thường lệ, phần thứ hai của bộ phim mang tên Venom: Let There Be Carnage đã có cơ hội được đến với người xem vào tháng 9 sắp tới này. Nhân dịp trailer đầu tiên của phim đã lên sóng hồi thứ hai vừa qua, ngay bây giờ ta hãy cùng tìm hiểu xem có điều gì thú vị trong trailer đó thôi nào. Trailer Venom: Let There Be Carnage mở ra với cuộc sống thường nhật của Eddie Brock, thời điểm mà anh phải tập thích nghi lại với một người bạn mới trong cơ thể của mình, và đương nhiên là cuộc sống của anh bị xáo trộn hoàn toàn. Một điều luật không ăn thịt người được đặt ra giữa cả hai này. Căn nhà thì bừa bộn như đống rác, thậm chí có cả một con gà trong nhà. Liệu đây có phải là cách chữa đói cho anh bạn Venom mỗi khi cơn đói ập tới chăng? Hài hước nhất thì đương nhiên là cách mà Venom chuẩn bị bữa sáng cho Eddie. Có thể đây cũng là cách nuôi vật chủ của mình cho khỏe mạnh, hồng khiến bản thân có thêm năng lượng. Đây chính là những khoảnh khắc khiến người xem chờ đợi sau mối liên kết của cả hai sau phần đầu tiên. Bên cạnh những điều hài hước đó, đúng với tính chất mà người xem thích ở phần 1, lúc này ta cũng thấy Eddie đang cầm trên tay một phong bì với những ký tự nguệch ngoạc màu đỏ như là tượng trưng cho phản diện chính của phần phim này. Có thể đây chỉ là khoảnh khắc Eddie bắt đầu điều tra về Cletus Kasady do Woody Harrelson thủ vai, vật chủ của Carnage. Sau đó cắt cảnh ta đến với tiệm tạp hóa quen thuộc của bà Jen. Có vẻ như bà coi hành động ăn thịt người của Venom trong phần 1 là điều bình thường nên đã kết thân với sinh vật này. Trong cảnh này thì ta có một màn cameo của Stan Lee qua những bìa sách trên kệ được Venom dựng ngay ngắn trở lại. Tiếp đến thì ta có cái nhìn đầu tiên về nhân vật phản diện chính của phần phim này. Có thể Venom: Let There Be Carnage là vài tháng sau những gì đã xảy ra trong phần 1, khi mà trong after credit của phần trước ta thấy rằng Cassidy sở hữu một cái đầu quăng đỏ chót và hình như chỉ bị tạm giam sau hàng loạt vụ giết người của mình, cũng như tâm trạng của hắn lúc đó là khá bất ổn. Thì nay hắn có vẻ bình tĩnh hơn và không còn quả tóc xù của mình nữa. Tuy nhiên thì phòng giam với hàng tá hình thù kỳ quặc thể hiện cho tâm trí rối loạn của Cassidy vẫn còn hiện hữu ở đó. Cho những ai chưa biết thì Cletus Kasady được xuất hiện lần đầu trong tập truyện The Amazing Spider-Man số thứ 344, là một kẻ tâm thần và là thủ phạm của những vụ giết người hàng loạt, cũng như hắn là vật chủ đầu tiên của Symbiote Carnage. Ở cảnh kế tiếp thì ta lại được quay trở lại một vụ truy bắt tội phạm và hưởng thức bữa ăn trong buổi tối của Venom giống ở phần trước. Tiếp theo thì là một nhân vật thám tử Mulligan do Stephen Graham thủ vai, người đang điều tra về những vụ giết người của Cassidy. Có hai điều cực thú vị trong phân đoạn này. Đầu tiên đó là về tờ báo Daily Bugle, một tờ soạn quen thuộc trong loạt phim Spider-Man của Sam Raimi. Tiếp theo là trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ta có thấy được hai cụm từ sau: Angel và Knight. Hai cụm từ này đã ngay lập tức được các giả thuyết gia trên Internet giải nghĩa là Avengers Nightmare. Liệu đây có phải là một chi tiết được làm ra cho vui hay thực sự là vũ trụ này có liên kết với MCU, dù rằng Sony đã khẳng định loạt phim của mình không hề liên quan? Hy vọng là trong hai phần phim về vũ trụ nhện nhỏ năm nay là Morbius và Spider-Man No Way Home sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngoài ra về cái tên Mulligan thì các mỏ comic cũng đang gọi tên Patrick Mulligan, người cũng từng sở hữu một symbiote cho riêng mình trong tập truyện Venom vs Carnage số thứ nhất. Ta quay trở lại cuộc hành trình theo vết Cassidy của Eddie. Sau khi cắt qua cảnh gặp lại tình cũ của mình, Eddie cũng đã quay trở lại bệnh viện tâm thần Ravenclaw đã quá nổi tiếng bắt đầu truyện Spider-Man. Và có lẽ đây không chỉ là một nơi giam giữ các bệnh nhân tâm thần, mà còn là nơi các cuộc thí nghiệm bí mật đang được diễn ra. Ta có cái nhìn đầu tiên về Frances Parrison hay Streak do Naomi Harris thủ vai. Trong comic, cô chính là người tình của Cassidy và được xuất hiện lần đầu trong Spider-Man Unlimited số thứ nhất với những khả năng liên quan đến âm thanh. Điều này cũng xuất hiện tương tự trong trailer. Ngoài ra, có một cảnh cameo của nhện nhỏ cũng được xuất hiện ngay sau cảnh đó. Điểm mấu chốt của trailer lần này, ta thấy được một cuộc thí nghiệm hoặc là tử hình đang được thực hiện lên người của Cletus Kasady, khoảnh khắc mà Symbiote Carnage chống lại dung dịch đang được truyền vào trong cơ thể hắn. Và cũng ngay sau đó, với sức mạnh được bộc phát này, hắn đã giết toàn bộ người ở đây và thoát ra ngoài. Hai bóng đen xuất hiện sau đám cháy, có thể là Kasady và Streak theo đúng với những diễn biến trong comic. Tiếp theo là hàng loạt những các cảnh đưa ta đến những cao trào của phim. Lần được làm Venom tái xuất và đang chuẩn bị ngoạm lấy đầu Mulligan, người có vẻ như đang điều tra Eddie. Sức mạnh của Shrek và Carnage cũng được bộc lộ đằng sau trailer này. Trong comic, Carnage xuất hiện lần đầu trong tập truyện The Amazing Spider-Man số thứ 361. Khả năng của Carnage thông qua trailer, ta cũng thấy được rằng nó có nhiều sức tu hơn và hình dạng của chúng nhìn đa dạng và sắc bén hơn Venom rất nhiều lần.
Trailer Venom Let There Be Carnage kết thúc với một cảnh khá hài hước là bà chủ tiệm Jane, sau khi không nhập về kịp những thanh sô-cô-la theo giao kèo, đã bị Venom đe dọa ăn thịt. Đồng thời là một cảnh Carnage xuất hiện giữa một tòa nhà thờ. Thú vị ở chỗ, đây chính là thánh địa quen thuộc, nơi Venom trong vũ trụ người nhện của Sam Raimi bị loại bỏ ra khỏi người Peter Parker trong Spider-Man 3. Và đó là toàn bộ những gì mình thấy và tìm hiểu được thông qua các trang báo trên Internet được trong trailer mới nhất này của Venom, Let There Be Carnage. Liệu có chi tiết nào trong trailer mình chưa nhắc qua hay bỏ lỡ hay không? Hãy để lại ý kiến các bạn ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho kênh, cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Tang on! I am happy to eat, Mrs. Chen! No, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing.